Quý vị và các bạn thân mến, kỷ luật, khô khan, cứng nhắc và nguyên tắc là điều mà không ít người hình dung khi nhắc đến quân đội cũng như môi trường tập huấn sinh hoạt của họ. Tuy nhiên trong chương trình không gian xanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tới thăm một đơn vị ở đó đảm bảo xanh, sạch, đẹp và chắc chắn quý vị và các bạn sẽ thay đổi suy nghĩ trước đây của mình. vậy vâng, là đây hôm nay là tôi có cơ hội được đến thăm nữ đoàn 241 của chúng ta và chia sẻ với anh rằng là ngay từ khi đặt chân đến cửa của nữ đoàn ấy thì tôi đã rất là bất ngờ bởi vì không chỉ là một cái môi trường xanh như ở tất cả các đơn vị quân đội khác mà ở đây tôi cảm thấy màu xanh và một cái không gian rất là thoáng anh ạ. Trong những năm vừa qua thì bên cạnh cái công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì Đảng ủy chỉ huy nữ đoàn lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan và đơn vị trong toàn nữ đoàn tham gia và thực hiện tốt cái cuộc thi doanh trại xanh sạch đẹp phát huy được cái trí tuệ của tập thể cũng như toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong toàn nữ đoàn sáng tạo rồi cũng sự có sự chăn trở rồi là nghiên cứu học hỏi tìm tòi các cái mô hình cũng như là các cái của các đơn vị bạn để về đây để mà à, xây dựng được các cái khuôn viên ở trong khuôn viên của chúng ta ấy, có khá là nhiều các loại cây khác nhau. Vậy thì không biết là cái tiêu chí hay là căn cứ vào đâu mà chúng ta đưa những cái loại cây khác nhau dường như là ở các cái vùng miền khác nhau nữa ấy về đây trồng hả anh? Đúng rồi. Thì để phục vụ cho nó đa dạng về các cái kiểu loại, phục vụ cho đời sống tinh thần của bộ đội thì là tất cả anh em cán bộ chiến sĩ trong toàn đoàn đã đi siêu tầm, nghiên cứu, mua các cây. Trong đó nhiều cây có cái giá trị thẩm mỹ rất là cao từ rất nhiều các cái miền quê khác nhau. Đấy, ban đầu thì nó còn rất đơn sơ nhưng mà sau này thì dưới sự khéo léo cũng như sáng tạo của cán bộ chiến sĩ trong toàn nước đoàn đã đầu tư là hàng ngày cắt tỉa này, chăm sóc này để từ đó tạo nên được cái cây nó có hình, có dáng các cái vùng miền khác nhau từ vùng nông thôn, đồng bằng rồi đến thành thị nó đều có nó pha trộn, nó đan xen với nhau để tạo nên một cái cảnh quan môi trường nó mang chất nó cũng tổng hợp đa dạng, đa màu sắc và được. tôi còn có một cái cảm giác là anh em chiến sĩ ở mọi nơi khi mà về huấn luyện ở đơn vị mình thì đều có thể thấy được cái bóc dáng cái hình ảnh của quê hương mình trong này nữa. Đúng rồi. Đây như các bạn thấy tất cả các cái khu vực như thảm cỏ này đều được anh em cắt tỉa và rất là gọn gàng. Khu vực giữa trung tâm của cái bồn này thì là được thiết kế một biểu tượng thanh gióng, gợi lên một cái câu chuyện về cổ tích về ngày ngày xưa đấy, câu chuyện về thanh gióng để mục đích là giáo dục cho anh em nhớ về lịch sử cội nguồn ngày xưa về cái truyền thống đánh giặc và giữ nước của ông cha ta từ đó là để khơi dậy một cái cái lòng tự hào cũng như là về cái truyền thống của dân tộc phát huy truyền thống của đơn vị trong cái việc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng bảo vệ vững chắc bầu trời tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa khi mà tới khu vực này ấy, thì tôi cảm nhận rõ là hơi nước mang theo một cái không khí, một cái cảm giác rất là thư thái, rất là dễ chịu nữa anh ạ. Hồ này được thiết kế trên tổng diện tích là hơn 5.000 mét vuông, độ sâu của nó trung bình là 1,6 m được chăn thả rất nhiều các loại cá, trong đó tập trung vào ba loại cá chính như là cá trôi, cá chấm và cá chép. Đặc biệt là cái lưu lượng nước ở hồ ở này cũng được chảy ra chảy vào lưu thông cho nên cái cá lên rất là lớn có thể lên tới 10 kg đưa vào để cải thiện bữa ăn nâng cao đời sống cho bộ đội đặc biệt trên mặt hồ được À, xây dựng một cái công trình gọi là công trình thủy tạ do công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Lâm nguyên là cán bộ chiến sĩ của nữ đoàn và tặng cho nữ đoàn nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của nữ đoàn. Tôi cũng đang nghĩ đến cái cảnh là ở đây mà các cán bộ chiến sĩ mà vào những ngày nghỉ hoặc những ngày dịp lễ nào đó mà được đón người nhà người yêu hoặc bạn gái đến chẳng hạn đi dạo ven cái hồ này cũng rất là thơ mộng và lý tưởng anh ạ. Đúng rồi. Toàn bộ cái khu vực ở phía cuối của bờ hồ kia được xây dựng là một cái khuôn viên gọi là khuôn viên quân nhân do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường phổ thông trung học Nho Quan A phối hợp cùng với đoàn cơ sở của nữ đoàn để tạo nên một cái khuôn viên quân nhân ở đó. Mỗi khi người nhà nên thăm và ra ngoài đó ngắm cảnh thì cảm thấy nó rất là gần gũi cũng như là đang ở gia đình mình thế. Cái khu vực này thì tôi thấy nó cũng khá là đặc biệt đấy bởi vì là phía trước là khu vực chỉ huy của các anh này xong là có một cái sân hồ nước này khu vực này lại là một cái đồi cọ và đằng trước lại là một cái sân thể thao cái đồi cọ do đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của xã Phú Long là đơn vị kết nghĩa của 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 với nữ đoàn đã tặng cho nữ đoàn vào năm 2021 cùng với đoàn thanh niên của 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 nữ đoàn nữa. Cái cỏ mật này nó có cái độ mềm và cái độ lên nó rất là đều. Nó có một màu xanh rất là, là, là đẹp và thậm chí là nó nó lại có mùi thơm nữa. Toàn bộ cái bên phải đây là gồm có sân bóng và khán đài của nữ đoàn đây là cái khu vực để sinh hoạt, huấn luyện, chào cờ, duyệt đội ngũ cũng như là tổ các cái sự kiện ngoài trời của nữ đoàn. đơn vị cũng đã thiết kế bố trí ở hai bên khán đài là có các cái đồi tùng phía xa phía sau được bố trí các cái khẩu hiệu cũng như là trồng các cái cây xanh phía sau nữa là một cái đồi cây keo vừa phục vụ cho cái công tác sau này nơi gỗ mà vừa tạo được một cái khuôn viên cái cây xanh để tạo một cái không gian thoáng mát cho cán bộ chiến sĩ nữ đoàn trong cái thời gian mà luyện tập cũng như là tất cả các đơn vị bộ đội đều có cái khu vực là tăng gia sản xuất nữa. Vậy thì ở lữ đoàn 241 của chúng ta thì vấn đề này như thế nào ạ? Bên cạnh cái huấn luyện công tác sản xuất đấu thì công tác bảo đảm để nâng cao đời sống cho bộ đội cũng rất là quan trọng. Do vậy vào những năm vừa qua là lữ đoàn cũng đã đầu tư xây dựng cái khu vực tăng gia tập trung rất là quy mô, rất là rộng để phục vụ trồng rau cũng như là cung cấp lương thực phẩm cho các cái bếp ăn phục vụ đời sống cho bộ đội. Toàn bộ khu vực này là khu vực tăng gia tập trung của nữ đoàn. Tổng diện tích của nó là hơn 20.000 20 m2, có khu vực tăng gia này và khu vực ao thả cá ở phía dưới kia. Trên tổng diện tích rau này trồng rất nhiều các loại rau. Nhưng mà theo mùa vụ thì tập trung như thớm. mùa này là tập trung chủ yếu vào các loại rau như là rau muống này, rau cải canh này, rau rền, rau mùng tơi, rau đay để giảm bớt cái sức lao động của bộ đội thì nữ đoàn đã đầu tư áp dụng khoa học vào ra sản xuất. Đặc biệt là đã lắp đặt được hơn 588 vòi phun tưới tự động. Do vậy và cái nguồn thực phẩm ở đây là bảo đảm sạch và chất lượng cao. Cái hệ thống giàn hiện nay là giàn chúng tôi mới thu hoạch đang thì trồng các cái nứa tiếp theo nhưng chủ yếu tập trung các cái ngọn su su. Trước đây là phát triển rất mạnh là hệ thống giàn bí xanh. Hàng năm nó cho hàng tấn quả để đưa vào cải thiện bữa ăn, nó đa dạng bữa ăn cho bộ đội. À, bên cạnh một cái diện tích rau rất là lớn như thế này thì tôi còn quan sát là chúng ta còn có cả một cái những cái vườn cây ăn quả rất là đẹp và mùa này thì tôi thấy bưởi cũng đang bắt đầu chín rồi anh ạ. đây là cái vườn bưởi mà uh, đã được trồng từ năm 2008 là do uh, doanh nhân uh, nguyễn văn khoát nguyên cũng là một uh, chiến sĩ của nữ đoàn sau một đợt về thăm uh, nữ đoàn thì đã tặng cho cán bộ chiến sĩ đoàn một cái vườn bưởi như thế này cán bộ chiến sĩ đoàn cũng áp dụng cái, cái thức khoa học rồi là chăm sóc hàng ngày đã phát triển xanh tốt quả rất là sai ở tất cả các cái vị trí có thể theo chất đất địa hình nguồn nước do vậy là nữ đoàn cũng đã bố trí khu vực thì trồng cây lấy gỗ có khu khu vực thì trồng cây ăn quả toàn bộ đây là cái dạng khế ngọt này bên trong đó là một vườn xoài nữa phía sau là có những cái dạng mít mà hàng năm nên là cho cũng cho lượng quả rất là tốt từ nãy đến giờ thì anh đã giới thiệu cho tôi biết về cái cảnh quan môi trường ở lữ đoàn của chúng ta rồi. Thế còn cái khu vực mà sinh hoạt, học tập và công tác của các chiến sĩ thì như thế nào? Chúng ta đang có mặt tại uh, nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn pháo phòng không hai Toàn bộ cảnh quan môi trường trong tiểu đoàn cũng đã được uh, đầu tư xây dựng rất là cơ bản. Có các cái khuôn viên uh, quân dân cũng đã được trang bị hệ thống bàn ghế đá, bồn hoa, cây con tiểu cảnh rồi là ba lô khẩu hiệu rất là hài hòa và tinh tế phía sau là ba dãy nhà ở của ba đại đội ở mỗi cái nhà ở cũng đều xây dựng khuôn viên và cũng được đầu tư như là đắp các hòn non bộ này rồi hệ thống cây cây này hệ thống ba lô khẩu hiệu đảm bảo đủ về ánh sáng đủ về mặt thẩm mỹ bàn ghế đá cho anh em ngồi tổ chức trao đổi sinh hoạt giao lưu tọa đàm vào các cái giờ nghỉ ngày nghỉ để góp phần nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội giúp cho bộ đội là gần gũi hơn với đơn vị như là anh em trong một nhà thế. ở đầu chương trình thì anh có giới thiệu với tôi là lữ đoàn của chúng ta tham gia cái hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp và qua một cái buổi trải nghiệm ngày hôm nay thì tôi chắc chắn tôi tin tưởng một điều rằng là chúng ta đã đạt được những cái thành tích rất là đáng tự hào ở hội thi đó phải không ạ? đúng rồi đó à, trong những năm vừa qua là bằng cái công sức của cán bộ chiến sĩ trong toàn lữ đoàn đã đầu tư để xây dựng lên các cái khuôn viên như thế này thì đơn vị chúng tôi đã đạt giải xuất sắc toàn quân và đã được bạn bè trong và ngoài quân đội đến tham quan và để lại ấn tượng rất là sâu sắc. Vâng ạ, với những cái gì mà lữ đoàn của chúng ta đã đạt được thì thực sự là tôi cũng mong muốn là tôi cũng đã trở thành một cán bộ chiến sĩ trong lữ đoàn của chúng ta. Vâng ạ, cảm ơn anh đã tham gia chương trình và chia sẻ với chúng tôi về một cái không gian rất là ấn tượng ở lữ đoàn mình ạ. Vâng. Thưa quý vị và các ừ. bạn, chương trình không gian xanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Bình hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.